Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về khi hệ tạp quay về với lại vừa đại đại chiến. Hôm nay ta sẽ tục sang đánh tiếp với nick thích gái đẹp nha. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ở đây ta đi tiếp từ cửa 15, chắc anh chủ nick anh sợ mình quên đấy sao, đánh trước mất mấy cửa rồi, không sao cả. Mấy cửa đầu nó cũng dễ mà, đánh 10 thôi. Nó sẽ bắt đầu từ cửa 15. Mùa này chắc mình quay vừa đại chiến nhiều một tí, tại vì căn bản nó cũng có thể giờ tới mình bận không quay được nên đánh sớm tí. À đánh trận này chắc không win rồi. Để cho tướng mạnh hơn tí nữa đó. Đây có Akanu chắc là đủ sức này. Akanu này, Boop này, Lucy này, Lafitte này với lại con Seroku đi, chắc là ăn được đấy. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 16. Mấy trận đầu thì sẽ không xem trên báo nhiều lắm nhé, tại vì mấy trận đầu cơ bản nó dễ. Thì đánh spam một chút xíu là win thôi. Ở đây có Brook, Brook cho dí thẳng cái con ca sĩ ở đây đi. Ở đây có thêm tí Crodine giảm độ con dưới này, Chopper với lại Perona đi. Thua đánh spam vài lần nhé. Tại vì một số cái cửa đánh thêm tí, mấy cửa đầu nó yếu, đánh spam vài lần sẽ win thôi. Đây tiếp tục smoke xuống dưới đi, cho con Squawk nhây với con Song Dao, biết đâu ăn may thì nó choáng được. Ở đây tiếp tục 2 búp đi, cho đi lên quán choáng sớm. À thế vậy thì con Squawk hơi chậm tí nhỉ, nhưng mà may vẫn win. Thế là cửa 18 nè, 18 thì có Ho đi tiếp này, Kaku ở giữa đi ạ, Karifa yểm trợ đi, GV đấm đi, Crodine đi, Crodine hứng đỏ thì chết trước đi. Tiếp tục đến cửa 19 này. Ở đây hiện tại cao nhất hiện tại là 131 cửa nhé. Ở đây mình quay video này còn khoảng tầm hôm nay là ngày 23 không nhỉ? 23 kết thúc sang ngày 25. Còn ngày 23, 24, 25, 3 ngày. Thực ra có thể coi là 2 ngày thôi. Thực ra chủ yếu chỉ đánh mấy ngày cuối mà, nên bây giờ đầu đi lúc nhúc đánh thôi. Ở đây tôi đánh lên tí con Marco đến trước đi. Để đánh cái này đánh sớm quá cũng chả làm gì ấy. Đánh từ từ đó. Chủ yếu ăn nhau 4 giờ sáng ngày cuối đây là tốt hay không thôi. Cái này spam vài lần nữa. Này có vẻ hơi đuối đam nhỉ, tôi spam thêm 1-2 lần nữa không win gì đâu. Đấy, mấy cửa đầu muốn thử thêm tí. Hay là thử cho Zozu lên đây cho Marco ở giữa. Nó không được, tôi để cho mạnh hơn tí nữa. Giữ tí lượt cho mấy trận sau nữa. Zoro ở giữa đi, Ba bắn đầu chăng. Varugur yểm trợ phía sau Nami. Nami yểm trợ đây, Varugur bắn ở trên đi. Marco ở dưới nữa. Thôi Marco hứng đòn trước, Ba bắn dưới cùng. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 20. Cửa 20 ở đây ta có Domingo, ta có Boop. Mấy cái này vẫn hơi yếu cho mạnh hơn tí nữa. Có Kaku, Zoro này, Boa này, Jimbi với đấy một Boop thôi. Ở đây thì con Kaku ở giữa vì trận hình chữ X mà, thì Kaku ở giữa đạp trúng nhiều nhất, có rủi ro bị choáng. Zoro chắc là tanh ở dưới, Jimbi đấm ở trên đi. Jimbi chắc đấm lùi xuống tí chắc. Hay là Zoro tanh ở dưới. Còn Jimbi đứng thưởng ở trên thì được. Tấn công nhé. Tiếp tục trận tiếp theo, cửa 21, đây có Ken này, có Zoro, Zoro tanh ở dưới đi, Ken thì khóa còn ở giữa đi. Karifa đứng ở trên thì may ra lộ được. May ra rồi, một búp hỗ trợ, Corby, chưa mạnh lắm thì thử vận may đó. Thử thêm lần nữa không win thì đổi nhé. À win rồi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 22 này, có Lo bắt một con ở dưới đi. Có hai búp, có A đốt cháy, con nào tanh ở giữa bây giờ nhỉ, Ino đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 23, đây có Fukabushi, có Dawson, có Gap, có Kaku, có Domingo, rất tiếc là không có Boop. Như vậy Dawson gắng choáng ở dưới, Domingo ở giữa, cơ hội nộ sẽ cao hơn. Gap lên đầu hứng đòn ở trên, thì Kaku đứng ở dưới cùng đi. Fukabushi gắng công diễn, không chế ở giữa. Hy vọng là Gap tanh đủ lâu được, đấy phát này tanh đủ lâu được thì mình thắng này. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, đây có Fukabushi bắt ở giữa, Smoke hay xui choáng ở trên đi. Ở đây chắc là cho con này hứng đòn ở dưới với hai cái Boop hỗ trợ Smoke thôi, mà chưa chắc đã nộ đâu. Có để smoke đánh đầu nhỉ, hay để smoke ở giữa, biết đâu không chế tốt thì có thể nộ được, thử xem sao nhé. Thử spam vài lần xem hiệu ứng có đỏ nhé, vì cái này có tỷ lệ choáng với mê hoặc linh tinh mà, cái này win nhé. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, đây có Zoro tanh ở dưới đi, Robin choáng ở giữa đi, Zoro bắt ở trên, Domingo sau yểm trợ một con búp đi. Ok rồi, tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 26. 26 ở đây có mấy cái này hơi yếu, làm mới tí đi. Đây có Milan miễn dịch mê hoặc để lo có thể bắt từng con này. Ở đây Marco hứng đòn tiếp nhỉ, Usopp bắn đi, nếu có Boop nữa hỗ trợ đi, giết từ dưới lên trên thôi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 27, nó có Robin bắt một con này, Hody choáng ở giữa này, Boop này, Mắt siêu hâu thì hơi yếu một tí, một hy vọng nữa. Này chắc là dùng tạo con Bashi Hagwin này thôi, để bây giờ nó hơi bị thiếu tướng một chút xíu. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 28, Lafitte hơi ít Boop, là mới đi. Akanu, Sanji chắc là nhây ở giữa.
Lapite gắng bắt con búp ở dưới, CLC búp nộ, A nhây còn ở trên. Còn CLC ở trên cho A ở dưới có thể nộ thêm cùng. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 29 nó có Lo này, có Fukabushi, có Zeo này, Shiahoshi với lại Wood Conis nữa. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 30 nó có Fukabushi, Miela, Kaya, có Inazuma với lại con Hina đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 31 nữa. 31 ở đây mình sẽ có Fukabushi này, có Kaku này, có Mabushi này, có ông già giảm nộ Hiridat này, có chơi tạ tí con Fukuro đi. Con này hơi vô dụng nhỉ, thôi đấy con Kit đi. Kaku cho đánh lùi xuống tí. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 32 ta có Zoro tanh ở dưới này, có Mila này, có CLC này, có Eva này, rất nhiều búp mà thiếu con tấn công nhỉ. Dùng thử con Sandasoria có tí khả năng gây choáng đi, có Eva đến trước, con này đến sau đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 33 33 ở đây có hai con mê hoặc cơ. Nếu dùng Sanji nhây ở dưới cùng, đo xuống gắng choáng ở đây, Nami dí giảm nộ, cho hai búp đây hứng đòn thì sao, thử xem có win được không nhé. Thử spam vài lần nhé, thêm lần nữa không win thì đổi, cho nó mạnh hơn tí nữa. Ở đây ta làm mới chút nữa, đây có Ruffy miễn dịch mê hoặc này, Franky đốt cháy này, Usopp bắn này, con Eva búp này, lấy hai búp thì cho nộ sớm này. Spam thêm phát nữa này, chưa được à, thế là Eva xuống cuối, Usopp bắn thẳng vào đây đi. Ok, không, tiếp tục đến trận tiếp theo, trận 34. Kaku đứng ở đầu đi, Zoro thì tanh ở hàng dưới chẳng hạn, đo xuống gắng choáng ở trên cho Domingo có hội nộ, mới lấy một búp nữa hỗ trợ búp cho Zoro cái này dưới, Zoro xuống cuối cùng đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 35 35 ở đây mình có Kaku, có Robin, Nami, Rook, Conis. Cho chơi vậy nhỉ, Rook thì có Kaku và Rook ở dưỡng được, nó đánh thử xem sao đó. Thêm phát nữa nhé, không thì thử cho con vào lúc ở trên này đi, bỏ Kaku ra cho Luffy vào đấm đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 36 có Boa này, có Chopper này, có Tatsugi này, thiếu một búp nữa đẹp nhỉ. Thôi cho tạm Masenlang đi, cho tí con Bueno thử xem sao đã, cho Chopper ở đây đi, Masenlang ở dưới đi. Không được người ta đổi tướng khác mà đánh thử đã. Đây win được rồi, tốt quá. Cửa 37 đây có Dawson choáng con này, Franky đốt ở giữa chứ, Varanger Hensui choáng cùng này, búp này, đây có hai búp chắc chơi hai búp luôn đi. Ở đây chắc cho búp này xuống dưới, ở đây Varanger đứng sau này đây. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 38 nhé, là mới đi. Đây Hody gắng choáng ở giữa, Robin bắt một con ở trên đi, Nami dí ở giữa, Dawson gắng choáng ở dưới một con búp hỗ trợ đi. Cửa 39 này Fukabushi bắt ở dưới chắc. Rook thì đứng hứng ở trên đi, Smoke cũng hên xui choáng cùng đi. Đây có thêm Lucy với con Kaya, dồn giết từ dưới lên trên. Tiếp tục ở đây cửa 40, chưa gì đến 40 cửa. Bây giờ ta có ở đây là con Mirela này, con Zeo này, Usopp này, con A này. Ở đây chắc là dùng tí con Rinne đi, Rinne chắc là hứng đòn tạm ở giữa đi. Thì Usopp bắn thì bắn ở trên ở dưới đi. Đây búp để hỗ trợ đi. Để con này đứng ở đây so le tí đi. Này spam thử vài lần nhé, mình có mấy con khỏe khỏe nên có thể thử thêm một tí xíu. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 41 ta có Boa miễn dịch được mê hoặc, Chopper thì không miễn dịch được, Akanu, Mamushi, nhiều búp có thể thử tí xíu nhỉ. Nhưng mà cho Akanu đứng ở chỗ khác đi, đứng đây dễ chết lắm. Để con này lên hứng đòn mê hoặc trước đi. Này đứng ở giữa thì chờ Akanu lên trên thì Chopper dưới cùng. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 42 này, là mới đi. Aokiji, Laffite, Rook, Franky với A. Hơi tiếc là không có búp. Ở đây thì chắc là Laffite cố gắng khống chế con thầy thuốc bơm máu đi. Aokiji lên đầu đấy khiên băng nhây địch đi. Con này tanh ở dưới đi. Franky ở đây đốt cháy được 3 con nhỉ. Franky đốt đầu đi. Aokiji đứng ở dưới có gì hiệu ứng rồi đi. Thì Laffite cố gắng bắt con này thì A yểm trợ phía sau à. Đây phía sau yểm trợ hơi phí nhỉ. Có thể Laffite lên sớm, con này lên sớm đi. Rook đứng trước đi. Thì đây con Aokiji đứng ở sau đi. Đứng sau thì đứng chỗ nào nhỉ? Phải đứng ở dưới cùng đi. Thử vài xem sao nhé. Thử spam vài lần nhé, tại vì nó liên quan mấy cái hiệu ứng đó. Không thì để con Brook lên sớm thì con này lùi xuống tí đi, AG lên sớm tí đi. Ok đúng không? Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 43.
là mới tiếp đi đã. Ken thì khóa vào song đao chưa? Domingo hai búp, chơi luôn ba búp đi được. Như vậy thì có song đao, vậy thì để cái búp này lùi xuống. Spam vài lần nhưng liên quan đến Domingo có hiệu ứng thì phải spam nhiều nhiều một tí. Tiếp tục cái cửa tiếp theo, cửa 44. Ta có Ken khóa một con này, Hody hên xui choáng à. Zeo gắng mê hoặc đi, hai búp à. Cái này búp thì chắc là chơi một búp nhỉ. Tại mấy con này đánh thường con nó đánh nộ. Để cho Perona đánh thử xem nào. Perona đánh hơi khó đấy. May quá vẫn được hạng D. Hạng D chắc là cũng suýt thua. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 45. Ở đây ta có Boa này, ta có Ushop, ta có Karifa với hai cái búp. Đấy chắc là búp trên, búp dưới để cho nộ đi. Karifa chắc là nhảy ở dưới nốt đi, Boa ở giữa đi, Ushop bắn hiểm trợ. Cửa 46 này. Đây ta có mấy con này à, mấy con này đánh được không nhỉ? Nếu Robin bắt một con smoke lên sư choáng, gáp đấm ở giữa để gáp lùi lên tí xíu cho dễ nhìn, để đứng đứng so le tí xíu ấy. À để vậy sợ cấm tích nộ sớm để cho đấm sớm đi. Thế con ma sen lăng rút độc đi cùng một con búp hỗ trợ. Tiếp tục đến cửa tiếp theo nhé, cửa 47. Đây có Robin khóa con bơm máu này, Fukashi gắng khống chế con ở trên đầu đi. Đấy, chắc là để cho con Dosun gắng choáng con ở giữa. Một con búp hỗ trợ cho tí ma sen lăng kích nộ. À quên nhầm, rút độc chứ không phải kích nộ. Thử thêm tí nhé. Sợ nó kích nộ hơi sớm để cho Sanji ở giữa thì nó khóa nộ. Rồi tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 48 này. Đó có Robin, có Sanji, có Shiraoshi, có Eva. Chắc là chơi 3 búp đi. Thì để cho Eva hứng ở trên thì Shiraoshi hiểm trợ phía dưới, Robin bắt còn ở giữa đi. Sanji ở đây khóa, còn để Shiraoshi đến trước, Sanji dễ nộ hơn. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 49. Fukabushi ở giữa, Kaku đạp đầu đi. Lavite bắt một con đi, Chopper hiểm trợ ở búp nộ. Còn slot trống nữa là dùng tạo con Zoru hứng đòn. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 50. Hody bắt ở giữa đi, Usopp bắn ở trên hoặc dưới gì đó. Một búp hỗ trợ, Zoru phải cho đứng ở bắn ở sau một tí đi. Tatsugi, Tatsugi đứng ở dưới, bắt ở dưới này đi. Rồi, để tạo về xem sao nhé. Tiếp đến cửa tiếp theo, cửa 51. 51 ở đây là mới chút đi ạ. Nếu mà này dùng cái này được không nhỉ? Một lúc dí thẳng ở dưới, kết hợp với A nó cháy nhây nó thì sao? Có Chopper, Mazenlang, Kadifa. Thử vậy xem sao nhé. Chưa được à? Thử thêm lần nữa nhé. Vẫn không được. Vậy cho anh cho nước Kadifa xuống dưới, tập trung giết ở dưới trước. Thử thêm lần nữa không được thì chắc là đổi tướng. Rồi đổi tướng đi. Hay chứ hay, thử tí cái Kaifa đây hứng đòn cho Mazenlang đốt cháy thêm tí nhỉ. Thì là chúng độc thêm tí. Thử nốt phát này đã. Ok win rồi. Suýt nữa là đổi đúng không? Ở đây tiếp tục là làm mới tiếp đi. Lo Hody mấy con đi cùng yếu quá. Aokiji nhiều búp chắc thử tí group với lại 3 búp đi. Aokiji đánh sớm đi. Đây một lúc nhảy dưới với mấy con búp. Rồi, chơi vậy thử xem sao nhé. Thử spam vài lần chứ mình chơi ăn chơi nhiều búp. Có vẻ búp sẽ có nguy cơ chết hơi sớm cho con này lùi xuống, con này lùi xuống. Ok đúng không? Tiếp tục đến cửa tiếp theo, ở đây cửa 53. Robin Kaku nữa, nếu Robin bắt con song đao thì sao? Ryushi gắng chầm mặt, Kaku đạp ở giữa. Kết hợp với búp. Để chơi tạm mắt rồi hâu nhé. Rồi tiếp tục cửa tiếp theo, cửa 54. Hody vắng choáng, mấy con này yếu quá nhỉ. Thử vận may chút xíu đã. Con này GB này, búp này. Đây chắc là dùng tí con Elizabeth đi. Thử vậy xem sao nhé. Ok vẫn win này. Tạm thời mình lên hạng 57 nhé. Cao nhất hiện tại vẫn đang là 131. Bây giờ tiếp tục sang tiếp cửa 55. 55 thì chữ thập thì có Fukabushi là tiện nhất rồi này. Ken thì gắng bắt thường con phía dưới đi. Mila búp ở trên, ấn búp sau Ken đi. Còn mấy con đi cùng thì hơi yếu, ví dụ như con Fukuro. Sao thủ tạng này bơm tí máu, nói chung hơi yếu, dựa hiệu ứng là chính thôi. Ok, vẫn win. Tiếp tục cửa tiếp theo, cửa 56 này. Zoro tanh ở dưới này, Kalifa ở giữa đẹp nhất này. Dosun gắng chóa cắt đầu đi, A hiểm trợ phía sau, CLC búp nộ. Tiếp tục cửa tiếp theo này, lên là hạng 56 rồi. Cửa 57 có lo bắt đầu này. Hody gắng chóa ở dưới đi, Usopp bắn hiểm trợ đi, gáp đấm ở trên đi.
Kaku yểm trợ cho tôi đình, nếu hơi thiếu búp một tí nhưng mà đam thường cũng đau. Ok, tiếp tục lên tiếp cửa 58. Ta có Mila miễn dịch mê hoặc của tanh ở dưới đi. Aokiji lên đầu nha. Lafite bắt ở giữa cho. A với lại Sanji. Nếu vậy thì để cho con Sanji nhây có để vậy cũng được nhỉ. Có để vậy đánh được đấy. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 59. Mấy con này ví dụ Mila Chopper đủ 2 búp thì có mang răng rút độc này. Cho rồi Perona giảm độ tí, có nên chơi thêm búp không? Chơi thêm búp đi, búp ở đầu đi. Thì vậy thì để con Perona thứ ở đây thì thôi chắc là hy sinh. Oh, hy sinh con đấy đi. Hy sinh Moryu thì Chopper lên đầu đi. Hoặc Chopper lùi xuống đây tí có gì còn rút máu đi. Nếu vậy thì để mang răng lên đầu đi. Mira đứng núp dưới cùng đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 60. 60 có 2 con mê hoặc 1 con hỗn loạn là mới chút xíu đã. Ở đây xem nào, mấy cái con này thì hơi kém nhỉ. Cho mạnh hơn tí nữa. Nếu dùng mấy con này thì chưa tối ưu miễn dịch lắm. Nhưng mà thử vận may chút, ví dụ Fuka bắt ở dưới, Laute vắng bắt con ở giữa, thì Sanji đứng đây nhây cùng cái gì cấm tích nộ ở dưới thì búp lên trên. Vậy chắc là phải chơi smoke. Thử xem sao nhé. Thử spam 1-2 lần nhé thì cũng hên xui lắm. Hay hy sinh smoke đây có gì bị dính mê hoặc thì cho búp đây hỗ trợ với con này nộ. Nên chắc nó hơi khó cho mạnh hơn tí nữa đi. Có Domingo, Luffy được 2 con miễn dịch thì ngon này. Chắc Domingo lên trước thì con dưới đang có vẻ to hơn con trên. Đây có Chopper với lại búp này. Vậy chắc hy sinh con A hứng đòn hỗn loạn này. Cái này thử spam một chút xíu thì có tí hiệu ứng. Rồi spam nhiều chút có hy vọng này. Đang chờ vận may con Domingo tỏa sáng cùng ấy. Đấy các bạn sợ con A không chụp được lâu. Cũng còn dở chỗ đấy tí. Không thì đổi chỗ hy sinh con Chopper hứng đòn thì cho con A đây đốt cháy cùng. Thử xem là vì có một con rồi kia nó sẽ bơm máu mà. Nhưng nghe chừng thì vẫn lâu quá nhỉ. Nếu lâu quá thì có thể mình sẽ xem xét đến việc là có thể cho núp xuống tí bảo vệ búp. Không thì hy sinh con búp lên đây hên xui. Mà vậy thì hơi mạo hiểm nhỉ. Nhưng mà chắc phải hy sinh vậy, thử xem có hội nộ sớm được không nhỉ? Thử thêm khoảng tầm 5 lần không win chắc cũng đổi đâu. Tại vì đánh này chắc vẫn hơi thiếu một chút xíu nữa. Đây lại đảo về như cũ, thử nốt lần cuối đi. Lại đảo về như vậy nhé. Thử đấy khoảng tầm 6 lần nữa không win thì đổi nhé. Đây xem còn mua thêm lượt nhỉ. Đây còn tận 100 lượt đúng không? Đây thì thử thêm 6 lần thì còn nhiều lượt lắm. Để cho ở đây mới win rồi này. Để kiếm thêm ít hy vọng ấy. Cửa 61. Ở đây có Domingo 3 búp này. Chắc hy sinh mà lấy con này, chắc hy sinh có búp lên hứng đòn trước đi. Con này hứng ở dưới đi. Chủ yếu hy vọng Domingo Miela thôi. Để spam vài lần cho hiệu ứng nó tỏa sáng. Đây win rồi này. Đạt thời đến hạng 47, cửa 62. Không có búp cho Domingo tỏa sáng nữa. Robin, Aokiji, Kaku với 2 búp thì sao? Nếu mà Robin bắt búp đầu hay bắt ở trên này có cơ hội nộ cùng. Để Kaku đánh đầu đi. Để 2 búp ở dưới cũng hơi mạo hiểm nhỉ. Để 1 búp thì sợ không sống lâu được. Thử vậy xem có trụ được không nhé, hơi khó đấy. À may có vẫn win, đang lo. May vẫn win. Đây có lo này, lo ở giữa là đẹp nhất này. Robin bắt con ở đầu đi, Usopp bắn ở dưới, Fanky đốt cháy, CLC búp nộ được. Vẫn chưa win à, spam vài lần là win à. Nó chỉ thiếu chút may mắn, chắc nãy bị choáng nhiều, hai con tay dài khả năng gây choáng. Ở đây có Ken này, có Chopper này, có Dosun này, có con Kami. Nói chung là hơi yếu, Inazuma. Inazuma hứng ở dưới không biết có trụ không? Hơi yếu cho mạnh hơn tí. Đây có lo đẹp à, lo bắt dưới là đẹp, Robin bắt ở trên nhá. Sanji yểm trợ con Boa con búp. Lo chắc đứng ở dưới cùng đi. Tiếp tục đến trận tiếp theo, trận 65. Ây nhây con cầm đàn chăng, Fanky vắng đốt cháy. Cả với smoke hên xui choáng với 2 con búp chăng. Thử xem có ăn được không nhá. Như vậy thì cứ để vậy thử xem sao. Ok vẫn win luôn. Nên hạng 44 rồi, sang cửa 66. Ở đây để Ken choáng một tí thì có thể cơ hội cho Aokiji nộ ở giữa. Đây búp. Còn để Aokiji xuống giữa cho an toàn nhỉ. Jojo tanh ở dưới cùng đi. Như vậy con này đứng trên hứng đòn bớt cho Aokiji. Hạng D cũng được, quan trọng là win nữa. Đây có Chopper, có Frankie, ông già giảm độ Usopp, có Eva. Nếu Eva đứng trước, con này núp sau. Vậy con ông già đứng ở giữa, Frankie đốt cháy. Frankie đốt cháy, ông già đứng ở dưới cùng. Rồi tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 68 nè. Robin bắt đây đi, Hody con choáng ở dưới đi. Domingo, Aokiji.
Trận này mỗi cái dở cái không có búp nhỉ. Trận này giảm nộ tạm cho Dovigo đút sau đi. Thực ra hên thì có thể win được mà nó hên xui quá thôi. Thử spam đấy khoảng tầm 3 lượt nhé. Nếu hiệu ứng nó tỏa sáng thì vẫn win được nhưng mà nó hơi khó. Không được đâu, thôi để cho mạnh hơn tí đi. Chờ hiệu ứng nó tỏa sáng tốn lượt đó. Này có búp có lo mà không có đủ tướng nhỉ. Thử vận may một phát đã. Tại vì có lo cũng mạnh ý. Nó lấy hai búp đi. Matsuho chắc hứng đòn ở trên rồi Senoku. Senoku hứng đi, Matsuho ở dưới yểm trợ. Này cho Senoku ở giữa Matsuho ở đây. Lo xuống cuối cùng. Nó lo nhỉnh lên tí xíu. Không có để lo xuống dưới cùng. Thôi cho mạnh hơn tí. Đây có Miela, có Kaya này, Aokiji, chắc hy sinh Aokiji đến hứng đòn thì Domingo nộ mê hoặc có vẻ ngon hơn. Kết hợp với lại đây thì chắc chơi smoke hên xui choáng đi. Cho xuống dưới cùng. Spam vài lần nhé, vì dính đến đóng băng mê hoặc là phải spam nhiều chút. Đây phát này win rồi. Đây là hạng 41 rồi. Làm mới tiếp đi. Hiện tại đang dùng cái lượt free thôi, cũng chưa dùng nhiều như kia. Tại vì mình hay gom lại đánh một thể nên thì nhiều khi nó cũng nhanh thôi. Mấy đoạn đầu thấy là không đánh không có xem chiến báo, đấy là tốc độ đi rất là nhanh luôn. Nó 20 phút đã đi được đến 69 cửa rồi. Đã đi bằng nửa số cửa người ta rồi. Tại mấy cửa đầu nó dễ thì cũng không mất thời gian nhiều ấy. Zoro tanh ở dưới, Nami nhây ở trên thì lo bắt ở giữa thì Fanky đốt cháy đi. Thêm con nào thì tao yếu nhỉ. Thôi chơi tạm Rokodai đi. Tôi đến cửa tiếp theo, cửa 70. 70 ở đây nếu đi chéo chéo tiếng một con song đao chắc Zoro tanh con song đao chắc. Nhưng mà nếu tanh song đao thì hết đam nhỉ. Đây có Chopper, có con Eva. Thử chơi 4 búp xem sao nhé. Nếu chơi 4 búp như vậy thì để con Kemi hứng ở đòn đi. Hoặc để con Cindy hứng đi. Để cho Zoro cơ hội nó nộ một tí xíu đã. Thử cho Zoro đánh từ dưới lên trên nhé. Mày thử bay xem sao. Có vẻ vẫn hơi khó nếu để cho Zoro ở giữa cho mấy con này đánh thì sao. Đây vẫn win này. Nhiều khi muốn tránh con song đao mà chừng có vẻ đối diện nó vẫn hay hơn. Rồi ok, tiếp tục đến cửa này có lo bắt này, có Nami nhây này, có Boa này. Chắc là chơi trạng sớm bốc. Trận này hơi tiếc chút xíu không có búp. Thì chắc là làm tí Perona đi. Lên hạng 39 rồi. Bạn kia vẫn đang dừng ở 131 nha. Ở đây tiếp tục là Kaku này, Lafitte này, Sanji này, Búp này, Lucy. Ở đây xem là Lafitte bắt chỗ nào đẹp nhỉ. Bắt chỗ đầu à, Kaku ở giữa. Không phải Sanji ở giữa đi. Kaku đứng ở trên thì cũng được. Lucy đạp ở giữa. Ok, tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 73. Roro tanh ở dưới đi. Akanu ở giữa cho nộ đi. Zeo bắt ở trên nha. Dosun choáng ở dưới nhá. Một con búp hỗ trợ. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 74. Ở đây ta có Lafitte bắt từng con này. Fanky đốt cháy ở giữa là đẹp này. Chỗ để Luffy đứng trước thì Luffy chết trước, Fanky đốt cháy sau đúng không? Thêm một búp. Varroger hên xui choáng đi, chơi vậy đi. Spam vài lần nhé, liên quan đến mê hoặc. Chờ xem Lafitte biết đâu có tỏa sáng mê hoặc nhiều. Với sau Varroger choáng nhiều ấy. Đấy phát này win rồi. Cửa 75. 75 có 2 con mê hoặc, đấy có một con miễn dịch thôi. Cho mạnh hơn tí nữa. Chưa mạnh lắm. Có Aokiji khéo thử tí, Akanu, hai búp. Mà tướng thì vẫn hơi đuối. Ở giữa con giảm nộ cho con ông già giảm nộ đối xứng này. COC với lại con này lên trước. Nếu để hết mấy con này lên trước thì nó hơi khổ một tí xíu nhỉ. Tôi thử vận may tí sẽ biết đâu đóng băng nhiều. Nó hên xui cái việc là có né được mê hoặc nhiều không. Phát này may là né được nhiều thì win này. Cậu đóng băng đẹp, choáng đẹp tứ chắc là win được. Còn bình thường nếu đen phải spam nhiều lần mình may mắn đánh phát ăn luôn. Tôi đến cửa tiếp theo. Mấy con này mạnh hơn tí nữa đi. Hay thử tí đốt cháy kết hợp với lại mê hoặc nhỉ. Thì có Kaku với Miela với Eva. Thử tí đã. Thử thêm lần nữa không win thì đổi nhé. Để mai lăn lên trên thì mình kết hợp hai con đốt cháy mê hoặc trước đi. Thôi không được thì để đảo mạnh hơn tí nữa. Nếu ho đi choáng tốt thì sao. Boa, Miela, Jimbi với lại Eva. Có hai búp thì hơi yếu cho con ho đi tí thì spam vài lần nữa. Ok win rồi. Tôi đến cửa tiếp theo, cửa 77. Có một búp thì hơi khó nhỉ. Làm mới tí đã.
Mirela này, Chopper này, Zeo này. Zeo cấm trị liệu dùng trận này chắc cũng được, mỗi tội hơi ít đam thôi. Nếu mà dùng, nếu mà chơi full 4 buff thì thử xem 4 buff thế nào. Ở đây thử spam lên chút xíu Chopper xuống dưới. Không thể Mabuchi ở dưới, Chopper ở trên. Mình muốn thử thêm vài lần nữa. Mình thử xem Mila liệu có tỏa sáng được không ấy. Nếu không thì thôi bỏ bớt đi một búp đi. Bỏ bớt đi một búp thì ta cho con Corine này vào xuống nhây ở dưới. Vẫn không được. Chopper lên trước đi, Zeo đứng sau. Thôi thử nốt lần nữa không được thì chắc là đổi tướng nhé. Rồi ok đổi tướng tí đi, vẫn hơi thiếu đam một chút xíu. Lâu lâu nghịch cửa vậy, nghịch thấy không thành công phải đổi đâu. Lavite bắt một con đi. Đây có Tashigi kết hợp với Domingo. A một búp. A nhây ở dưới, Domingo ở trên đi. Spam vài lần nhé, nó có tí mê hoặc nhiều. Đây mình còn 31 lượt thì spam khoảng tầm 4-5 lượt nữa. Chờ cái hiệu ứng nó tỏa sáng, cái này có 2 búp thì nó tiện hơn. Tại đây mình có một búp nên nhiều khi Domingo chết thì Tashigi dễ ngỏm theo ấy. Nó không kịp choán khống chế. Nên thử thêm tí nữa không được thì chắc phải đổi. Đang cố thêm 1-2 lượt nữa, cố đến 2 lượt nữa mà không được thì đổi nhé. Tại vì sợ hơi hơi quá sức. Rồi ok không được, phải cho mạnh hơn tí nữa. Có Fukabushi yểm gợi, yểm trợ cho Tashigi này, Panky đốt cháy này, Rook nhây, rất tiếc là không có búp nộ. Nhưng mà cứ thử vận may một chút xíu đấy. Ok win rồi. Không có búp nộ, áp lực gần sợ Fuka nó hụt đi thì Tashigi không sống được lâu. Còn nó tỏa sáng thì lại sống rất lâu. Ở đây có con Miela tiếp này, búp này, Usopp này, Zeo này, Zeo bắt ở dưới, Usopp bắn ở trên đi. Như vậy đây chắc là dùng tí con Tashigi hứng đi. Hay để con ít lên chết trước thì Mila núp sau đi. Này spa thêm chút xíu nhé. Ok đúng không? Tạm thời lên được hạng 28 rồi. Có 2 búp Aokiji khéo có thử tí nhỉ. Có Califa nhảy đầu đi, hai cái búp hỗ trợ với con Perona giảm nộ đi. Perona lên trước, Aokiji núp dưới đi. Chưa được, thử thêm lần nữa không được thì đổi nhé. Mình thích con Fukabushi chặn cái con kiểu ba con thẳng hàng thôi. Đây có Fukabushi chặn mình thích hơn này. Usopp với Lapite. A Mazelan. Tiếp tục đến cửa theo cửa 80. Nó cũng sẽ na ná trận vừa rồi, Luffy tanh đi. Ken hiểm trợ đi. Aokiji búp. Chắc cho thêm Kizaru đạp cùng. Tiếp tục đến trận tiếp theo, trận 81. Đây có Lo này, Kaku này, Fukabushi này, Dosun này, Kaya có vẻ mạnh đấy. Tạm thời đến hạng 25 rồi, đến tiếp tục đến cửa 82. Này có Karifa mà chắc cho mạnh hơn tí nữa. Đây có Hordy này, Usopp này, Usopp không lợi với cửa này lắm là dùng tạm. A này, Fanky này, với này Boop. Tiếp tục đến cửa 83. Có Funky à, này mình vẫn thích con Fukabushi trận này hơn, mà dùng thử đã. Domingo này, búp này, chắc là sầm bốc hên xui choáng. Nếu mà hên thì vẫn win được, sợ nó xui, thử 1-2 lần không win chắc là đổi. Thì ra có nhiều lượt thì mới thử thêm, thử nốt lần này không win thì đổi. Ở đây phát này win này. Nhiều khi đánh cố tí nó hay win. Còn nếu mà bỏ cuộc thì rất là hay thua nhé. Tiếp tục mình dịch tiếp đến cửa 84 đi. Ở đây có Lo tốt quá, có Ken này. Funky đốt ở giữa chăng, Zeo yểm trợ phía sau đi. Mirela yểm trợ tiếp đi. Đến cửa 85 sẽ có hai con bơm máu và song đao. Nếu mà là dùng Domingo ra Zeo có thể cả một con bơm máu, Dawson chán một con bơm máu nữa. Vậy còn lại Luffy tanh ở dưới à. Một con búp hỗ trợ chứ, hay đấy Funky đốt cháy. Đấy Funky đốt cháy có vẻ hay hơn đấy. Này spam nhiều lần chút nhé, mình đang cầu hiệu ứng đẹp. Đây win rồi. Lên là top 20 rồi. Và tiếp tục đến cửa tiếp theo, đây con Lo bắt thử hàng này. Hordy chán một hàng này. Như vậy còn lại đây có Dawson, Dawson choáng ở giữa chứ. Domingo với búp. Nếu vậy thì nếu để Lo bắt sớm thì bắt được hai búp thì cái này đứng đây nó hợp lý hơn. Rồi ok đúng không? Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 87. 87 có một lúc Luffy, Luffy đứng hứng ở trên đi. Lúc hứng ở dưới đi, hứng ở giữa đi. Gáp đấm ở dưới đi chứ. Búp. Califa chứ. Thử vậy xem sao nhé. Cái này hơi yếu nhỉ. Thử thêm lần nữa không win thì đổi nhé. Phải thấy tướng nó trương lắm.
Đây có lo bắt một con này, u shop bắn này, có hai búp này, dùng thử van ogre nhé. Lát rồi sao ấy, ấn không thấy lên trên bạ đây. Ok win này, đánh nhanh quá nhiều khi hệ thống nó hay lát lắm. Đó là nghĩ là chắc là chơi tool gì đó hack game chẳng hạn đúng không, nhưng mà thực ra là đánh nhanh quá. Zoro tanh ở dưới đi, ở đây Lamite bắt ở giữa đi. Aoi chắc là hy sinh lên trên đứng đòn này, spam nhiều lần thì có liên quan đến đóng băng và mê hoặc nhé, thì phải spam nhiều một chút xíu đấy, phải win rồi. Lên hạng 17 rồi, cửa 89. Luffy, Aokiji, Zoro với hai búp đi. Aoi chắc đứng cùng hàng Zoro đi. Cái này spam nhiều chút, cứ dính cái các hiệu ứng nhiều là cứ spam nhiều tí. Mình đẩy Aoi đến trước Zoro đi. Zoro ở đây, Luffy đứng hiểm trợ phía sau. Vẫn không được. Giờ khi ai đảo Luffy đứng dưới, Zoro đứng sau Aoi. Cứ spam nhiều lần đánh mãi không win thì thôi, đã lại đổi tướng. Ở đây còn 8 lượt spam nốt không win thì thôi nhé, để có Aoi đến trước. Đây win rồi, cứ kiên trì đánh mà đóng băng nhiều thì win đấy mà. cửa 90 đúng không? Đây dám kiên trì cửa đấy, bởi vì giai đoạn này giai đoạn mình đang tích rất nhiều lượt thì mình có thể spam một cửa hên xui được, không may cửa đấy toạc thì cửa sau mình đánh cẩn thận hơn, kiểu vậy. Nên mình sẽ chơi kiểu đấy để mình tiết kiệm cái lần roll cho cái giai đoạn cuối. Còn nếu mà trường hợp đen thì không được thì mình thất bại vậy thôi, nó chỉ đơn giản thôi. Đây bảo sao cùng một người đánh lúc mình thành công lúc mình thất bại, tại có lần nó dính hiệu ứng luôn, có lần nó không dính, có lần nó câu mình rất nhiều lượt, nó khó chỗ đấy. Bây giờ tiếp tục đến tiếp cửa 90 nhé. 90 thì có lại có con bơm máu tiếp. Đây có mấy cái này hơi yếu nhỉ, cho mạnh hơn tí nữa. Rồi có Dawson, có Fukaboshi, có Aokiji, có Akanu, có con Hina nhỉ, thử xem sao nhé. Cho Hina lên nhảy trên, ao gì ở dưới có vẻ hay hơn. Ok đúng không, không có búp nhưng vẫn win được. Ở tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 91 này. Để dùng mấy con này, Lavite nhảy ở dưới, Zoro tanh ở giữa hay sao. Luffy đấm hiểm trợ phía sau. Búp, sẽ chơi hai búp nhỉ, búp ở dưới, búp ở trên. Thử vậy xem sao nhé. Thử thêm một hai lần nữa không win thì đổi. Là cái Lavite cũng nên thử nhiều lần một chút. Để Luffy lên trước cho Zoro nộ sao. Thử nốt 3 lượt không win thì đổi nhé. Tại vì con búp này hơi mỏng ấy, thì dù rủi ro vẫn hơi lớn. Mình cứ thử đi. Không được không, bây giờ bắt đầu mua thêm lượt này. Ta có 100 lượt, mua hết 100 lượt này. Rồi tiếp tục làm mới thì lấy tướng mạnh hơn. Nếu dùng ho đi sao vẫn hơi yếu ấy, thực sự vẫn hơi yếu đấy. Nó làm thế quán bắt ở trên A đứng sau đốt cháy kết hợp với hai búp thử xem thế nào nhé. Đây win rồi, may quá. Lên là hạng 16 rồi. Ta đến 92 rồi, cách khoảng hơn 30 cửa thôi. Tất nhiên là kể cả hôm nay không đuổi kịp cũng không vấn đề gì cả, vì ta vẫn còn 2 ngày nữa mà. Quan trọng là ngày cuối cùng thằng nào lên top 1 ấy, mấy cửa sau nó khó lắm. Chứ còn mấy ngày đầu tiên thì tranh một chút cũng chả vấn đề gì. Nếu dùng Kadifa ở trên thì sao? Búp. Dùng nét tuy vắng cấm tích nộ con giảm nộ đây. Ok win rồi, cửa 93. Đây là Fukaboshi, rất tiếp mấy con đi cùng yếu nhỉ, cho mạnh hơn tí nữa nhé. Trong những cái trận ở trong giai đoạn đầu là mình dạy bạn, là mình đã có hướng dẫn các bạn cách tư duy chọn tướng, nên bạn thấy đa số mình không xem chiến báo nhiều. Còn giai đoạn sau là ta nhận dạy các bạn là cái cách điều chỉnh vị trí tướng, là ta xem chiến báo và xem có rủi ro ở đâu. Nên mà thấy là số bạn sẽ bảo ôi ông ơi xem chiến báo đi, xem chiến báo đi. Nhưng thực ra cái giai đoạn đầu nó đang yếu, mình không cần thiết phải xem chiến báo. Mình tự tin với cái cách mình làm thì mình không việc gì phải xem chiến báo mấy trận đầu rồi. Mình xem là xem những trận sau ấy. Còn mấy trận đầu mình chỉ có kiên trì mình spam thôi. Nếu mình tin tưởng sẽ win được. Đây phát này được hạng D này. Còn mấy giai đoạn sau là cái giai đoạn mình đi xem chiến báo nhiều để mà xếp tướng. Còn giai đoạn lúc 4 giờ sáng luôn tốt để ấn thật nhanh để xem biết đâu ăn được luôn thì đỡ phải ngồi căn. Còn nếu mà ăn không được thì phải ngồi căn. Này do du này ấy à, Frankie ở đây thì hơi khó nhỉ. Thì rủi ro nếu không may mê hoặc phụt, một cái hy vọng sẽ mê hoặc trúng. Nhưng mà sợ do du không trụ được lâu ấy. Trận này đánh spam mà đánh một lần cầu may nhá, không win là đổi tướng luôn. Tại vì rủi ro rất lớn vì con này rất là mạnh. Mình cần tướng khỏe hơn. Đấy mình spam mình cầu may một phát thôi. Mình không có niềm tin trận đấy nên mình không dám spam nhiều. Trận này có lo, nếu lo bắt ở trên thì sao? Mi làm miễn dịch mê hoặc và rút dí ở sau thì sao? Ta có A với lại con này, thử chơi đốt cháy nhiều xem sao nhé. Đâu, sởi 3 con S luôn, cửa 95 nè. 95 ở đây chúng ta sẽ có một con cấm tích nộ mấy con kia cho mạnh hơn tí.
nó có cả choáng các thứ cơ, nhưng mà ra cũng không nguy hiểm lắm. Chủ yếu mình đang kiếm một tướng khỏe hơn chút thôi. Nếu dùng Usopp, Usopp mới tội có một búp nhỉ. Nếu dùng con Mai Lăng lên hứng đòn ở dưới thì sao? Dùng con Nami dí ở dưới nữa, Usopp bắn ở góc góc ở giữa. Cái hợp một búp thì chắc chắn phải có búp rồi. Nếu dùng ông già giảm độ, mình thử để vầy xem sao nhé. Ok, win luôn đúng không? Cửa 96 này. Có hai con mê hoặc thì nên có hai con miễn dịch thì nó sẽ dễ xếp team hơn. Còn không có vẫn có thể win được nhưng sẽ khó xếp team hơn. Trường hợp này không có, ví dụ thử con Brook nhây ở dưới lo bắt ở trên này. Đây còn lại con Perona chắc. Con búp Khalifa à. Muốn dùng con Valogar hên xui choáng một chút. Đứng ở chỗ nào nó đẹp nhỉ? Đứng ở dưới đi. Đây thì để con búp ở giữa sợ hơi giấy, thử tí đã. Ok, hạng D rồi. Cửa 97. Aokiji, Zeo, Kaya, Martin Lang. Chưa mạnh lắm đâu, mình thử vận may thôi. Do du hứng ở trên chẳng hạn đi. Con này ở dưới, con Zeo ở đây, con Aokiji ở sau. Này spawn đấy khoảng 2-3 lần rồi đấy. Để chờ xem Aokiji có tỏa sáng không ấy mà. Đây win rồi này. Tạm thời đứng hạng vẫn đang hạng 16 à. Tùng nhích tiếp đến cửa tiếp theo, cửa 98 nhé. 98 đây mấy con này cho mạnh hơn tí nữa. Đây có Lo này, có Robin này, có Kaku này, có Dosun này, có con Arika. Giờ xếp làm sao hợp lý rồi. Dù để Dosun nó bắt ở dưới, Lo bắt đầu đi. Kaku ở đây hứng à. Kaku ở giữa đá là sướng hơn để có búp hứng đi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa 99. Ho đi thì không sướng lắm, nhưng mà thôi trường hợp này cứ dùng tạm. Thì cho mấy con này dính ở đây. Như vậy còn lại một con búp hứng ở trên. Như vậy thì không nào hứng ở dưới nhỉ. Con này sợ hơi yếu, sợ không trụ lâu, thử vận may một chút đã. Con này có nguy cơ thua cao. Này spam đi, à không, đổi tướng đi. Trận đấy chưa cứng lắm. Fukamoshi vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho mấy cái cửa kiểu này. Zoro chưa được. Này nhiều con xịn xịn thì cứ thử tí. Mặc dù nó không hợp lý với cửa này lắm nhưng có cơ hội win được. Chúng ta dùng smoke đi. Ví dụ ở đây dùng Lakite bắn bắt con này nhé. Smoke thì bây giờ chỗ này khỏe vậy, cho Chopper tanh ở giữa đi. CLC lên đầu, Mira ở dưới, smoke lên xui choáng đi. Thử để vậy làm sao, cơ hội win là vẫn có đấy. Đây là hạng A này. Hạng A tức là win không đậm lắm nhưng quan trọng vẫn win. Tiếp tục đến cửa 100. Cửa 100 ở đây ra mấy con này à? Thử con Boa tí nhỉ. Vì có hai búp thì cứ thử tí đi. Như vậy có thể dùng thêm tí con Disco để tăng thêm ma công và con Zoru để hứng đòn. Zoru hứng đòn ở đầu đi thì ở giữa thì thôi cho Disco với Boa ở dưới thì chắc là cho con Chopper hứng ở đây. Để cho con Boa đánh sớm một tí đi. Rồi đánh thử nhé. Spam đấy khoảng 2-3 lần nhé. Không được thì ra đổi tướng thôi. Không thì mình đẩy con Chopper lên đầu đi, Zoru hứng ở giữa có vẻ hay hơn. Nhưng vẫn không win được. Ở đây thì đẩy luôn con búp lên trên, con này lên trên. Tại vì ở dưới, ở trên nó chỉ có toàn con đánh đơn mục tiêu thôi. Vẫn không win được. Như vậy chắc mình spam thêm khoảng tầm 2 lượt nữa không win thì chắc mình đổi tướng nhé. Để giữ lượt đánh ra cửa sau nhé, phải đổi tướng nữa. Có Fukamoshi, có Usopp này, có Nami này. Có Kaya và có Laffite. Laffite bắt ở dưới thì Usopp đứng cùng an toàn hơn. Fuka bắt ở giữa đi. Nami nhây ở trên nhé. Hoặc không thì Fuka bắt ở trên, Nami nhây ở giữa. Thử nhé. Ok, win đúng không? Đây là hạng 14 rồi, sang cửa 101. Mình còn 88 lần đánh nữa trong ngày hôm nay. Hôm nay mình đang quay ở trước khoảng tầm 2 hôm. Trước 2 hôm đến ngày chung kết. Zoro tanh ở giữa thì sao? Ken bắt một con ở trên thì sao? Lucy, Jimmy, với con búp. Ok, win rồi. Cửa 102. Để lo bắt một con ở trên, Kaya, Kiyazu, Sentomaru. Dùng tạm con Sengoku hơi yếu mà cứ thử đi, biết đâu win được. Ok, win thật này. Tiếp cửa 103. Đây nếu dùng con Sanji không cho con cầm đàn nó nộ liên tục thì sao? Có Miela, có Lee, có Aokiji. Chơi Mazen Lăng chưa? Thử chơi Mazen Lăng nhé. Thử để vây xem sao, không để ở giữa đi. Cái này spam thêm khoảng 1-2 lần đi. Đây win rồi này. Tiếp cửa tiếp theo, cửa 104 nguy hiểm nhất con cừu ở dưới. Nếu mà Hody tỏa sáng thì đánh được mà trông sợ nó, các bạn có Hody nó nộ nó phế ấy. Mà cứ thử vận may một chút nhé. Cho Luffy đứng trước này. Hody hiểm trợ phía sau, GB đấm này. Kết hợp với lại con búp này. Cho con Perona đi. Thử xem sao nhé. Cho này để trên. Cho GB đứng ở trên, có gì trầm mặc cùng đi. Survive 1-2 lượt không win thì đổi.
Thôi đổi đi, kiếm con khác khỏe hơn tí nữa. Ở đây có Lo, có Robin thì rất nhiều khống chế. Có Usopp, Boop. Cho chơi tạp Perona vậy. Ở đây để lo đầu thì hơi mạo hiểm nhỉ. Để Perona ở dưới, Usopp bắn ở sau. Robin thì chắc để có Boop bên đầu à? Boop bên đầu thì hơi phí nhỉ. Có kẻ cũng phải chấp nhận vậy đó. Thử để vậy xem sao nhé. Chưa đẹp lắm đâu nhưng mà kiểu hơi bị bí ý tưởng. Để lo sớm con này lùi xuống dưới nhé. Không để vậy sợ vẫn chết sớm. Không thì hy sinh Robin lên đầu đi. Để lo ở đây Perona, ở dưới đây Usopp hiểm trợ. Ok win rồi. Tức là đến cửa 105 nhé. 105 thì mấy con chim đánh rất là đau nên là phải kiếm tướng xịn xịn một chút. Đây thì có 3 con xịn vẫn chưa xịn hết nên tôi mạnh hơn nữa đi. Mấy cửa này roll khỏe khỏe đi đánh cho nó yên tâm. Đây có lo này, chopper. Thực ra cái này chưa ngon lắm bởi vì không có nào khống chế con chim ở slot thứ 3. Nó đánh tất cả mục tiêu. Nhưng mà vì thôi thì tướng nó cũng cứng cứng thì có thể hy vọng một chút xíu. Đây ví dụ cho thêm Marcelang đi, Marcelang rút độc ở trên đi, Luffy đấm giảm bớt đam ở giữa đi. Lo kết hợp Usopp với Chopper ở sau nhé. Này spam thêm 1-2 lần đi. Này có thể thử để đầu đổi chỗ Chopper với lại Luffy tí để cho đỡ rủi ro bị choáng để búp nộ nhiều hơn. Để bắn thẳng con chim số 3. Vẫn chưa được nhỉ. Bây giờ mình thử cho thêm con Kaku ở đi. Kaku ở ví dụ thay thế vị trí của Luffy. Vẫn chưa được không? Ở đây nó lại cho Luffy vào tiếp. Thế là mình đang cân nhắc cái vị trí làm sao hợp lý mà. Đánh vầy rất khó để tê liệt trúng được cái con chim này, để Usopp lên trên đi. Mà lăng ở giữa, Chopper ở dưới. Đấy, để mình tăng cái khả năng tê liệt trúng cái con chim ở thứ 3. Vì chim thứ 3 đứng cái tầm bắn của Usopp ấy. Mình đẩy chút để mình tăng cái tê liệt trúng nó nhiều. Tăng cơ hội chiến thắng lên. Cửa 12 nhé. Tiếp tục đến cửa 10, tiếp tục lên hạng 12, tiếp tục sang cửa 106. Có Robin, có Hody, có Domingo, có Kaya, có Chopper, có cả Dawson nữa. Này cân đối sử dụng con nào. Ví dụ Robin thì bắt ở trên chẳng hạn đi. Nhưng mà Hody nhiều búp thì hơi phế, mình hy vọng con này sẽ cấm tích nộ con Hody. Có thể để lùi xuống nhịp để cho nó cố tình nó cấm tích nộ đi. Thì kết hợp hai búp xem thử thế nào nhé. Bắt đầu trận này mình nghĩ bắt đầu có thể cho các bạn xem trên báo đấy. Bắt đầu nó khó khó rồi, bắt đầu xem trên báo nhé. Để xem có thể điều chỉnh vị trí không. Nói chung cứ bình tĩnh thôi, mình cũng đang đánh sớm 2 ngày chưa vội. Có ngày cuối là vội phải đánh thật nhanh, đánh thật nhanh để phòng rủi ro ấy. Chứ còn mấy hôm nay đánh thì cứ bình tĩnh nữa. Thắng được mà thua cũng được, không quan trọng lắm. Tại vẫn còn cơ hội sửa sai. Còn mấy hôm nữa không còn cơ hội sửa sai mới là áp lực. Còn cơ hội sửa sai còn thì cứ từ từ mà làm thôi. Robin đến trên hơi sớm đúng không? Và mình nghĩ là thử thêm lần nữa nhé. Xem thêm chiến báo. Ho đi chết hơi sớm nhỉ. Mình thử để cái Domingo lùi lên nhịp nhé. Tại vì cùng lắm con kia giảm độ là cùng. Tăng lên cái rủi ro, giảm bớt cái rủi ro cho chỗ bị cấm tích nổ vì Ho đi chết sớm nhỉ.
Hori khử đam thì trước mắt không lo tay cung nộ, mà có xong đao nộ chắc vẫn sẽ chết Hori. Choán là con kia một chút lợi thế, tí cho con Hori sống thêm tí vì cái Kaya có thể xóa hướng bất lợi. Giờ xem mê hoặc thêm con nào. Mê hoặc là con xong đao là ngon rồi. Liệu họ đi thể nhây sống thêm tí không? Có choáng không? Không choáng thì sợ không sống lâu nữa. Chết mất Robin rồi. Davigo thì... liệu có sống được không nhỉ? À mấy hoặc là con... Mấy hoặc song đao có hy vọng, có hy vọng. Có hy vọng ấy, họ đi vẫn đang sống. Nếu họ đi giết được con tay cung và khử đam con song đao là ngon. Đấy phát này bây giờ hy vọng. Hy vọng bây giờ kết nghĩa con tay cung. Kết nghĩa con tay cung và khử đam được con song đao. Để sống thêm một lúc nữa. Sau nữa Kaya Chopper này hỗ trợ máu lên. Ok ngon rồi, vẫn là có hy vọng này. Bây giờ xem Davigo liệu có thể nộ được không? Bị mất nộ rồi, quật không trúng à, tôi bỏ mẹ rồi. À không đánh trúng, vẫn chưa chết. Nguy hiểm quá nhỉ. Không biết Domingo trụ được cú nộ của con nhạc công không nữa cơ. Ui giời, chết Domingo đấy. À, vẫn lại có hy vọng, lại có hy vọng nhá. Lại có hy vọng, tại vì con Hori dạ. Ơ, cái này hơi khó rồi, ôi giời ơi. Gần chết rồi mà bây giờ. Hori đánh trúng con nào cũng dở nhỉ. Ui, trên mất Hori hiểu đem thế, không biết được gần win rồi. Không được, chưa được, phải spam tiếp, spam thôi, cái này kiên trì spam thôi. Đây win rồi này. Lúc nãy nó xem đúng trên bão đợt nó hơi đen một chút xíu. Rồi ok, bây giờ mình có khách tư vấn nick một chút xíu, chắc mình kết thúc video ở đây thôi. Và đoạn sau mình sẽ quay tiếp cho bạn xem trong phần sau nhé. Và video này kết thúc ở đây. Để bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Cũng như có nhu cầu thuê các dịch vụ linh tinh để inbox qua mình thông qua link Facebook ở phần mô tả video nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Xin chào các bạn nha.